Mến chào tái ngụ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 11 tháng 4 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và đầy hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua những thuật toán của Youtube. Và nếu quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều trở lại với bản tin ngày hôm nay Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây sát đánh ngang tay ngày 17 tháng 4, Oren Brod sẽ bị đảng Cộng hòa kết tội tại tòa nhà liên bang Travis ở Manhattan, New York. vụ soi rĩ tài liệu mật gián đoàn vào tình báo Mỹ và sau đây là phần thông tin chi tiết kính thưa quý vị vào ngày 10 tháng 4. Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã thông báo rằng họ sẽ tổ chức một phiên điều trần tại thành phố New York vào ngày 17 tháng 4 để thảo luận về biện lý quận Manhattan, Orvin Pratt, chỉ vài tuần sau khi ông Pratt đưa ra bản cáo trạng và thủ tục buộc tội chưa từng có đối với cựu Tổng thống Donald Trump ở quận của ông. Phiên điều trần này có nhan đề là các nạn nhân của tội phạm bạo lực tại Manhattan. Ông Orvin Pratt này đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội của lưỡng đảng, đặc biệt là đảng Cộng Hòa, Video mà những người chỉ thích nói là các chính sách nhẹ tay với tội phạm. Theo Ủy ban, phiên điều trần này sẽ xem xét các chính sách ủng hộ tội phạm không bảo vệ nạn nhân của biện lý quận Manhattan, Orvin Pratt, đã dẫn đến sự gia tăng tội phạm bạo lực và một cộng đồng nguy hiểm cho cư dân của thành phố New York như thế nào. Ngay sau khi nhậm chức, ông Pratt đã đưa ra một bản ghi nhớ cho các nhân viên của mình nói rằng văn phòng biện lý quận sẽ không truy tố, trong số rất nhiều tội danh các khinh tội liên quan đến cần sa trôn vé phương tiện công cộng hầu hết các tội xâm phạm kháng cự bắt giữ và mại dâm ông pratt cũng đã tuyên bố hạ cấp một số tội danh trong đó có sở hữu vũ khí không phải súng trộm cắp ở khu dân cư và trung tâm thương mại và các vụ án về ma túy Thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa đã chỉ ra sự không phù hợp trong sự khoan hồng của ông Pratt đối với những hành vi phạm tội đó so với việc truy tố ông Donald Trump vì khắc buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Tổng thống Donald Trump đã bị buộc tội vào ngày 4 tháng 4 với bản cáo trạng gồm 34 cáo buộc mà ông không nhận bất cứ tội nào về vai trò bị cáo buộc của mình trong việc trả tiền bịt miệng cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniel trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Trên trang truyền thông xã hội của mình, Truth ông Trump đã gọi vụ truy tố của ông Brad là cuộc săn lùng phù thủy và nói rằng vì biện lý quận này nên truy tố chính mình. Một phiên điều trần tại hiện trường diễn ra khi mà một ủy ban tổ chức phiên điều trần bên ngoài văn phòng của ủy ban của họ tại Capitol Hill. Phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện này dự kiến sẽ được tổ chức tại tòa nhà liên bang Travis ở Manhattan kể từ khi một đại bồi thẩm đoàn ở New York biểu quyết vào ngày 30 tháng 3 để truy tố ông Donald Trump. Đảng Cộng Hòa đồng thời đã cam kết sẽ quy trách nhiệm cho Alvin Brad. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng, ông Alvin đã gây tổn hại không thể vãn hồi cho đất nước của chúng ta bằng cách cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Trong khi ông ta thường thả những tên tội phạm bạo lực để khủng bố công chúng, ông ta đã vũ khí hóa hệ thống tư pháp thiêng liêng của chúng ta để có thể truy đuổi tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, người dân Mỹ sẽ không khoan nhượng sự bất công này và hạ viện sẽ buộc ông Brad và hành vi lạm dụng quyền lực chưa từng có của ông ta phải chịu trách nhiệm. Các nhà lập pháp của GOP tại Hạ viện đã mở một cuộc điều tra về ông Pratt và văn phòng của ông liên quan đến cuộc điều tra của ông Pratt, mà Pratt gọi là một sự lạm quyền của Quốc hội. Vào ngày 31 tháng 3, văn phòng của ông Pratt đã từ chối phản hồi hai lá thư mà các chủ tịch ủy ban thuộc đảng Cộng hòa của Hạ viện gửi cho ông liên quan đến cuộc điều tra của ông về cựu Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, các lá thư này là đề ngày 20 tháng 3, và ngày 25 tháng 3 gửi cho ông Pratt do Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện James Jordan, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer và Chủ tịch Hành chính Hạ viện Ryan Steele chấp bút. Vụ rò rỉ tài liệu mật gián đoàn vào tình báo Mỹ Thưa quý vị, một thành viên ẩn danh bắt đầu chia sẻ hàng loạt tài liệu, trong đó có những văn bản đông dấu tuyệt mật với hơn 10 thành viên trên kênh liên lạc Discord từ hồi tháng 1 các tài liệu này cung cấp chi tiết về tình hình chiến sự Ukraine, thông tin chặn thu liên lạc về các đồng minh của Mỹ, trong đó có Israel và Hàn Quốc, cũng như là hoạt động xâm nhập vào tình báo Mỹ vào nội bộ Nga và nhiều quốc gia khác. Hàng trăm tài liệu này ít được chú ý và chỉ lưu truyền trong nội bộ nhóm Discord chuyên về ảnh chế và các câu chuyện đùa cợt trong suốt 2 tháng, trước khi một người đăng lại hàng chục văn bản trong số đó trong một nhóm khác đông thành viên hơn vào đầu tháng 3 này. Thưa quý vị, kể từ đó thì có ít nhất là 10 tài liệu đã được phát tán trên kênh Discord chuyên về game Minecraft với đồng đảo người theo dõi. Ngày 5 tháng 4 thì trong lúc chính phủ Mỹ dường như chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì các tài khoản ủng hộ chiến dịch của Nga tại Ukraine bắt đầu chia sẻ những tài liệu này. Tổng cộng là có hơn 100 tài liệu mật đã bị phát tán, một số tài liệu là đánh giá của tình báo Mỹ về năng lực phòng không của Ukraine đang ngày càng suy giảm cũng như đề cập thời gian viện trợ vũ khí, sức mạnh của các đơn vị quân đội Ukraine và tiến độ đào tạo 12 tiểu đoàn mới với tổng quân số khoảng 50.000 đến 60.000 người. Tài liệu không nêu cụ thể kế hoạch tác chiến, thời gian và địa điểm Ukraine mở chiến dịch phản công. Số khác được soạn thảo vào cuối tháng 2 và dán nhãn bí mật cấm chia sẻ với nước ngoài. Báo cáo về Trung Quốc, chiến lược quân sự Mỹ tại khu vực ấn độ dương thái bình dương, tình hình ở trung đông và cuộc chiến chống khủng bố nằm trong số thông tin bị phát tán. Bộ Tư pháp, cục điều tra liên bang Mỹ và ngũ giác đài đang tiến hành điều tra nguyên nhân và nguồn gốc của vụ rò rỉ này. Thưa quý vị, nhiều quan chức của Mỹ giấu tên thừa nhận đây sẽ là một trong những vụ rò rỉ gián đoạn nghiêm trọng nhất đối với tình báo nước này trong hàng chục năm qua cảnh báo lượng tài liệu bị lộ vô cùng nhạy cảm của những nội dung trong đó có thể gây hậu quả một cách nặng nề cho cả mỹ lẫn các đồng minh nó có thể đặt ra nhiều thách thức cho chiến dịch phản công tiềm tàng của phía ukraine khiến cho đồng minh của washington một cách ngần ngại chia sẻ dữ liệu nhạy cảm thậm chí làm lộ mạng lưới thu thập thông tin tình báo của mỹ tại nga và nhiều nước khác một quan chức tình báo cấp cao Mỹ nói đây là một cơn ác mộng với nhóm ngũ nhãn đề cập liên minh tình báo của Mỹ, Anh, Australia, New Zealand và Canada. Miss Meroy, cựu quan chức cấp cao ngũ giác đài nhận định rằng vụ rò rỉ là lũ hổng an ninh đáng kể có thể cản trở kế hoạch hỗ trợ cho Ukraine. Hàng loạt ảnh chụp tài liệu được công bố cho thấy ai đó đã cố tình tuồn chúng ra ngoài nhằm gây tổn hại cho Mỹ, NATO và Ukraine. Khoảng 50 tài liệu xếp loại mật và tuyệt mật đã xuất hiện trên mạng. Câu hỏi quan trọng nhất vào lúc này là ai có quyền tiếp cận chúng và hàng trăm văn bản khác được đăng lên mạng suốt 3 tháng qua cũng như là mức độ quan trọng của những bí mật trong đó. Cộng đồng tình báo Mỹ sẽ phải áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ nguồn tin và phương pháp thu thập dữ liệu trong các báo cáo. Luôn phải xác định những dữ liệu này có thể bị lộ vào bất cứ lúc nào nhưng cho rằng đối phương nắm được chúng khác hạng với biết rõ, họ đã tiếp cận được Thomas Reed, giáo sư của ngành nghiên cứu chiến lược tại Đại học John Hopkins của Mỹ nhận xét. Joshua Suki, cựu quan chức cấp cao của FBI cho biết, điều tra vụ rò rỉ sẽ là ưu tiên hàng đầu của cơ quan này nhằm xác định ai tiếp cận được dữ liệu và có động cơ tung nó lên mạng. Họ sẽ làm nhanh nhất có thể và không tiếc nguồn lực. FBI đang tiếp cận sự việc theo hướng có người đang phạm tội phản quốc. Thưa quý vị, những tài liệu gây thiệt hại nặng nhất là các báo cáo tổng hợp dữ liệu hoạt động của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, CIA. Báo cáo này liệt kê những cuộc liên lạc bị Mỹ chặn thu từ chính phủ các nước đồng minh, trong đó thì có Cơ quan Tình báo Mossad của Israel và Hội đồng An ninh Quốc gia của Hàn Quốc. Nhạy cảm hơn nữa là thông tin đúc suốt từ những điệp viên luồn sâu trong chính phủ của Nga, cho thấy cách tinh tặc của nước này chia sẻ ảnh chụp màn hình với cơ quan an ninh liên bang về các cuộc trao đổi trong Bộ Quốc phòng Nga về cung cấp đạn dược cho Tập đoàn An ninh Tư nhân Wagner, cũng như là kế hoạch của tình báo Nga nhằm triển khai chiến dịch chống phương Tây ở châu Phi. Các cơ quan an ninh và tình báo Mỹ từng siết chặt hoạt động kiểm soát thông tin sơ vụ Edward Snowden, nhà thầu của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA, rời đất nước với lượng lớn tài liệu mật và chia sẻ chúng cho truyền thông. Snowden nói rằng, động thái này nhằm hé lộ những góc khuất và hành động lạm dụng của tình báo Mỹ. Đến nay thì chưa có lời giải thích hợp lý nào cho động cơ của vụ rò rỉ hơn 100 tài liệu mật. Giới chức Mỹ đang xem xét hàng loạt khả năng, trong đó có quan chức cấp cao làm lộ dữ liệu hoặc là hệ thống của Mỹ bị tin tặc xâm nhập. Mark Raimondi, cựu quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Số người được tiếp cận những tài liệu mật cấp cao nhất đã tăng đáng kể từ sau vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ủy ban Quốc hội Mỹ phụ trách điều tra cuộc tấn công chỉ ra rằng, việc thiếu chia sẻ dữ liệu tình báo là một trong những lý do khiến cho Washington không phát hiện ra âm mưu của những kẻ khủng bố chính phủ đã tăng cường nỗ lực chia sẻ thông tin tình báo thế nhưng đi kèm với đó là nguy cơ của một số những người được tiếp cận sẽ không tuân thủ lời tuyên thệ giữ bí mật và để lộ dữ liệu ảnh hưởng tới an ninh của quốc gia chỉ có rất ít những người vi phạm cam kết này nhưng họ để lại hậu quả rất nghiêm trọng Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.